Đó, đó là một phần. Ok chưa? Mà cái quan trọng hơn là một trang mà có nhiều thẻ thì trang đó sẽ nặng. Có đúng không? Có nhiều thẻ thì trang đó sẽ nặng. Đó. Đó, thì để giải quyết được bài toán này thì nó sinh ra cho chúng ta một cái khái niệm gọi là CSS. Đó, anh chạy ra đây này. Anh muốn tất cả thẻ hát này có màu đỏ thì anh chỉ cần làm một công việc đơn giản như thế này. Đó, anh gọi đến H1. Đó, color là rest như thế này. Sau đó anh sẽ chạy ra lên thì các bạn sẽ thấy là chúng ta chưa lưu được. Đây. À, chúng ta gọi đến H1 như thế này. Đó. Và các bạn thấy là tất cả những thẻ mà chúng ta đang nhìn ở đây nó đều chuyển sang màu đỏ. Cái ý nghĩa đầu tiên là như vậy. Đó, thì các bạn thấy là nó sẽ tiết kiệm được số thẻ mà chúng ta khai báo trên trang, đồng nghĩa với việc là trang của chúng ta sẽ nhẹ hơn. Ok chưa các bạn? Và cái thứ hai nữa là gì các bạn? Cái tốc độ viết code nó cũng sẽ nhanh hơn. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta khai báo nó ngắn gọn đơn giản như thế này thôi, nhưng chúng ta đã tác động được đến tất cả các thẻ H1 có ở trên trang này và chuyển nó thành màu đỏ. Ok chưa? Lớp mình hiểu ý nghĩa của nó chưa? Được chưa các bạn? Và cái cú pháp mà anh đang demo cho các bạn đây, nó là cái cú pháp để chúng ta định nghĩa một thuộc tính trong CSS. Được chưa các bạn? Chúng ta định nghĩa một thuộc tính ở trong CSS. Đó, thì cái đầu tiên anh muốn cùng các bạn tìm hiểu lại một chút kiến thức về cái này. Đó là anh sẽ lưu vào file document.md như thế này. Đầu tiên chúng ta sẽ nói về khai báo CSS. Khai báo cách sử dụng CSS. Cách sử dụng CSS trên trang, trên một trang web. Thì chúng ta sẽ có ba cách. Chúng ta sẽ có ba cách. Các bạn có thể kể tên có những cách nào không? Chúng ta có ba cách sử dụng. Tạo một file riêng, đúng. Cách thứ nhất là chúng ta tạo một file riêng, một file CSS riêng. Rồi chúng ta sẽ nhúng nó vào trang. Sau đó nhúng file đó, file CSS đó vào trang. Rồi. Tiếp theo là gì? Khai báo trực tiếp ở trên trang. Khai báo trực tiếp trên trang. Đó. Cách thứ ba là gì? Chúng ta sẽ khai báo trực tiếp trên thẻ. Trên thẻ HTML. Được chưa các bạn? Được chưa? Khai báo trực tiếp ở trên thẻ HTML. Đó. Thì cách mà anh vừa demo cho các bạn, cách mà mình vừa làm ở đây, chúng ta vừa khai báo ở đây, chính là khai báo trực tiếp ở trên trang exam.html đây. Ok chưa? Đó, chúng ta có thể khai báo cách thứ hai. Đó là gì? Chúng ta tạo ra một thư mục CSS ở trong đây và chúng ta tạo ra một cái file là style.css. Đó, được chưa? Sau đó chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ tạm thời comment lại cái phần khai báo CSS ở trên trang này. Chúng ta sẽ nhúng cái file style này vào. Để nhúng file style vào trong trang exam1.html, chúng ta sẽ nhúng bằng cái thẻ gì các bạn? Chúng ta khai báo ở bên ngoài trang thì chúng ta sẽ phải dùng thẻ link. Dùng thẻ link. Đó để nhúng, đây sẽ là đường dẫn file CSS. Được chưa? Thì chúng ta sẽ dùng thẻ link này. Thì các bạn chỉ cần gõ link như thế này, nhấn tab ra là thằng sub bằng tech nó hỗ trợ cho chúng ta rồi. Ok chưa?
Sau đó đường dẫn ở đây nó sẽ là từ file xam1.html chúng ta gọi đến file CSS như thế này. Đó, sau đó chúng ta đến cái gì? Chúng ta đến file style.css như thế này. Được chưa các bạn? Được chưa? Đó, chúng ta lưu lại này. Đây, bây giờ chúng ta chạy nó lên. Các bạn sẽ nhìn thấy là lúc này cái CSS tác động vào thẻ H1 nó đã bị mất. Được chưa? Bởi vì chúng ta đang comment nó ở đây. Và chúng ta vào cái file style.css này, chúng ta gọi đến thẻ H1 và chúng ta đặt color bằng red như thế này. Thì chúng ta sẽ ngay lập tức định nghĩa lại được cái thẻ H1 để có màu đỏ. Được chưa? Các bạn có thể đổi màu nó thành một cái màu khác thì cũng không vấn đề gì cả. Đây. Đó. Ok chưa các bạn? Ok chưa? Tiếp theo chúng ta sẽ làm gì? Tiếp theo chúng ta sẽ nói về khái niệm. Đây là cách chúng ta định nghĩa ở ngoài trang. Đây, bên ngoài trang thì chúng ta sẽ phải nhúng nó vào. Đây là định nghĩa ở trong trang. Còn nếu mà chúng ta định nghĩa trực tiếp ở trên thẻ, ví dụ, thì chúng ta vẫn dùng thuộc tính style và đây chúng ta sẽ đặt color bằng blue như thế này. Đó, thì cái thẻ mang màu xanh này chính là cái thẻ mà chúng ta vừa định nghĩa style bằng color bằng blue. Ok chưa cả lớp? Đó. Được chưa? Thì đây là ba cái cách mà chúng ta khai báo CSS cho nó. Chúng ta khai báo CSS cho nó. Đây, ba cách chúng ta khai báo CSS cho một thẻ HTML bất kỳ trên trang. Đó. Từ đây các bạn rút ra được điều gì? Ý nghĩa của thằng CSS đối với thẻ HTML là để làm gì? Theo các bạn, từ ví dụ mà anh lấy ra, ví dụ ở đây, H1 sẽ có font size bằng 12 pixel. Đó, có nghĩa là cái cỡ chữ của nó sẽ nhỏ bớt đi. Đó, kiểu như vậy, để là 18 này. Thì kích thước chữ nó bé bớt lại. Đó, thì từ đây các bạn rút ra được điều gì nữa? CSS nó có vai trò như thế nào đối với một thẻ HTML? Bạn nào có thể rút ra được điều chỉnh thuộc tính của thẻ HTML chính xác luôn? Có nghĩa là gì? CSS nó có vai trò là nó sẽ mặc định nhé. Mặc định khi mà chúng ta chưa dùng CSS thì trình duyệt nó sẽ biên dịch cái thẻ H1 này của chúng ta chữ rất là lớn, có cỡ chữ rất là lớn như thế này. Đó, và có màu đen. Đây, được chưa? Nhưng khi chúng ta tác động CSS vào thì CSS nó có vai trò là làm thay đổi thuộc tính của thẻ HTML trên trang. Đó. Và những cái thuộc tính đó là gì thì chúng ta sẽ đi học nó. Ok chưa? Ví dụ như thuộc tính color là để chúng ta thay đổi màu, hay thuộc tính font size là chúng ta sẽ dùng nó để thay đổi cái kích thước chữ, kích cỡ của chữ. Đó, thì đấy là ý nghĩa của CSS đối với một thẻ HTML. Đó. Và từ những cái tính chất đó thì chúng ta sẽ đi dàn dựng giao diện cho một trang. Ok chưa? Đó. Tiếp theo chúng ta sẽ nói về khái niệm đó là độ ưu tiên trong CSS. Cái này chúng ta hoàn toàn có thể đi nhanh được. Đó. Thì trong CSS nó có 3 cách khai báo như chúng ta nói ở trên. Thế 3 cách này nó sẽ có độ ưu tiên khác nhau. Theo các bạn thì độ ưu tiên ở trong CSS nó sẽ như thế nào? Theo các bạn, độ ưu tiên ở trong CSS theo 3 cách khai báo này thì cách khai báo nào sẽ có độ ưu tiên cao hơn? Nội tuyến có nghĩa là chúng ta khai báo ở trên trang thông qua thẻ style này, có đúng không? Đó, đúng rồi, chuẩn đấy. Như Sơn nói là khá chính xác.
Độ ưu tiên trong CSS nó sẽ theo thứ tự như thế này. Lớn nhất sẽ là khai báo trực tiếp, có nghĩa là định nghĩa trực tiếp ở trên thẻ, rồi đến nội tuyến, rồi đến khai báo ở bên ngoài. Đó, đây, như các bạn thấy là chúng ta khai báo ở bên ngoài, chúng ta đặt ở trên này, ở trên này. Sau đó chúng ta khai báo nội tuyến, sau đó chúng ta khai báo trực tiếp. Đây. Thì rõ ràng là tất cả những thuộc tính CSS mà chúng ta đang khai báo đều tác động vào thẻ H1, nhưng cái khai báo trực tiếp nó mới là cái nhận cuối cùng và nó sẽ nhận màu xanh. Đây, ở trên này khai báo màu đỏ nhưng dưới đây chúng ta lại khai báo nó thành màu xanh, và cuối cùng nó sẽ lấy cái màu xanh thay vì lấy màu đỏ như chúng ta khai báo ở trên này. Được chưa các bạn? Đó, thì đấy là cái các bạn nhìn thấy đầu tiên, hay nói cách khác là độ ưu tiên ở trong CSS, cái nào được định nghĩa cuối cùng nhất thì nó sẽ ưu tiên lấy cái đó. Ok chưa? Nhưng trong CSS còn một khái niệm nữa, đó là important. Important có nghĩa là có thêm được thuộc tính này. Đó, thì cái này có độ ưu tiên cao nhất. Cao nhất. Ví dụ chúng ta đang định nghĩa CSS cho thẻ H1 và cái cuối cùng của chúng ta đang để màu xanh, anh quay trở lại cái độ ưu tiên cái khai báo ở bên ngoài này là cái có độ ưu tiên thấp nhất, anh khai báo nó thành một cái gọi là zero như thế này, mã màu là zero, và anh để một cái thuộc tính là important, important như thế này, thì các bạn sẽ thấy ngay lập tức thấy là nó sẽ nhận cái màu zero mà được khai báo ở bên ngoài. Đó, nó sẽ không quan tâm là bên trong này được định nghĩa như thế nào nữa, cứ mang cái thuộc tính important ở phía sau này, có nghĩa là nó sẽ có độ ưu tiên cao nhất. Được chưa các bạn? Lớp mình hiểu chứ? Các bạn hiểu phần này chứ? Chúng ta sẽ đi tiếp nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ đến phần gì? Chúng ta sẽ nói đến cấu trúc. Của một thẻ HTML. À, sorry các bạn. Của một thuộc tính CSS. Thuộc tính của một một thuộc tính. Thì chúng ta sẽ có cấu trúc như thế nào các bạn? Qua ví dụ này các bạn nhìn thấy này. Đây. Khi mà chúng ta khai báo CSS thì chúng ta sẽ khai báo tên thẻ như thế này. Sau đó ở bên trong này nó sẽ có rất nhiều thuộc tính CSS. CSS attribute như thế này. Đó. Được chưa các bạn? Và nó sẽ có nhiều thuộc tính CSS khác nhau. Và nó sẽ mỗi thuộc tính này sẽ nằm một dòng và mỗi dòng đó sẽ cách nhau bởi một dấu phẩy như thế này. Ví dụ các bạn nhìn quay trở lại XA1 thì các bạn sẽ nhìn thấy có hai dòng định nghĩa cho hai thuộc tính. Được chưa các bạn? Và mỗi thuộc tính này sẽ cách nhau dấu phẩy, chấm phẩy. Ok chưa? Từ đây các bạn suy ra được cấu trúc của nó như thế nào? Cấu trúc của nó như thế nào các bạn? Cấu trúc chung để chúng ta có thể dễ nhớ nhất. Thì các bạn sẽ nhìn thấy đó là tên thuộc tính. Đúng không? Bên trái sẽ là tên thuộc tính. Rồi bên phải sẽ là gì các bạn? Giá trị tương ứng của thuộc tính đó. Đó. Ok chưa? Giá trị tương ứng của cái thuộc tính đó. Đó, các bạn nhìn thấy này. Đây, color giá trị tương ứng. Ca phông size giá trị tương ứng, kiểu kiểu như vậy. Ok chưa? Đó. Được chưa? Thì các bạn nhớ cho anh cấu trúc này nhé. Còn nó sẽ có những thuộc tính nào và mỗi thuộc tính có những giá trị nào thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu chi tiết. Được chưa? Được chưa? Tiếp tục nhé. Tiếp tục chúng ta sẽ có cái gì? Chúng ta sẽ nói về
cách định nghĩa, định nghĩa CSS cho một thẻ HTML, định nghĩa CSS nhé, hay là dùng CSS để tác động vào một thẻ HTML thì chúng ta làm như thế nào? Thì nó có một khái niệm gọi là selector. Selector có nghĩa là gì? Selector này có nghĩa là gì? Như các bạn biết là trên trang của chúng ta nó sẽ có rất nhiều thẻ HTML. Ví dụ anh có một thẻ span này. Span. Sau đó lại có một thẻ p, đó, zip tag p. Sau đó lại có một thẻ div như thế này, zip tag div như thế này, được chưa? Có nghĩa là trên trang của chúng ta thì nó có rất nhiều thẻ HTML khác nhau, đó. Và khi chúng ta muốn dùng CSS để thay đổi thuộc tính cho một thẻ HTML bất kỳ thì chúng ta cần phải gọi đến tên thẻ hoặc là gọi đến cái thẻ đó bằng một cái khái niệm, bằng một cái cú pháp nó gọi là selector. Ok chưa? Ví dụ anh gọi đến span này thì cái bên này nó gọi là selector. Được chưa các bạn? Cái này gọi là selector. Đây. Còn bên sau khi gọi selector xong rồi thì chúng ta sẽ đi định nghĩa thuộc tính cho nó. Ví dụ color là red, border đó, bằng một pixel solid kiểu như vậy, nó lại có màu brown chẳng hạn như vậy đó, hay là chúng ta sẽ có một cái background nữa sẽ là zero như thế này đó. Sau đó chúng ta chạy lên thì chúng ta sẽ nhìn thấy thẻ span này nó bị thay đổi cái giá trị, thay đổi cái tính chất. Và các bạn nhìn thấy là nó thay đổi như thế này, có nghĩa là nó có background đúng bằng cái mà chúng ta đang định nghĩa, màu vàng, có màu chữ là màu đỏ và có border là brown như thế này. Ok chưa? Được chưa? Đó. Thì toàn bộ cái phần trước, cái dấu ngoặc nhọn này nó gọi là selector. Vậy thì chúng ta sẽ tìm hiểu xem là có những loại selector nào. Thì đầu tiên chúng ta có thể selector theo tên thẻ, được chưa các bạn? Đó. Và cái thứ hai, anh chỉ cần các bạn nhớ cho anh ba cái thôi. Chúng ta có thể selector theo thuộc tính của thẻ. Ví dụ chúng ta có một thẻ H1 có cái name hoặc là có cái gì đó nên, ví dụ bằng test, chúng ta hoàn toàn có thể chọn riêng cái thẻ H1 với name bằng test như thế này, thì chúng ta chỉ cần gọi đến H1 đóng mở ngoặc vuông name bằng test, có nghĩa là anh tìm đến những thẻ H1 có name bằng test thì anh sẽ thay đổi cái color cho nó, ví dụ là sẽ bằng pink như thế này đó, chúng ta chạy nó lên. Đó, vì nó nằm ở ngoài nên độ ưu tiên của nó không cao nên nó sẽ không tác động được vào thẻ H1 kia, thì chúng ta sẽ important như thế này. Chúng ta chạy ra lên. Đó, thì các bạn sẽ thấy thẻ H1 có name bằng test lúc này đã nhận cái màu pink này. Được chưa các bạn? Đó, thì đây là cách chúng ta khai báo đối với một thẻ HTML. Ok chưa? Tiếp tục chúng ta sẽ có gì? Chúng ta sẽ nói đến cái cách chọn thẻ thứ hai là chọn theo class. Thì trong CSS ký hiệu của class sẽ là dấu chấm. Dấu chấm như thế này và chọn theo ID. Thì ký hiệu của ID. Ký hiệu của ID trong CSS là dấu thăng như thế này. Ok chưa các bạn? Ví dụ chúng ta quay trở lại, anh sẽ tạo ra một cái trang số 2 đi, exam2 này .html. Đây, được chưa?
anh sẽ để là x2 đó. Ví dụ chúng ta sẽ có danh sách nhiều thẻ đi ở đây. Đó, được chưa? Chúng ta có nhiều thẻ đi. Đây. Thì chúng ta sẽ có là 2 này, 3, 4, 5, 6, 7 như thế này. Ok chưa? Anh chạy cái trang exam 2 này lên. Chúng ta sẽ đổi đường dẫn ở đây. Thành exam 2 như thế này. Đó. Ok chưa? Ví dụ ở đây chúng ta đặt class như thế này. Class là 1 này. Đó. Sau đó chúng ta sẽ đặt class là 2 này. Đó. Sau đó chúng ta sẽ đặt một cái ID bằng, ví dụ như là 3 này. ID bằng 4 như thế này. Đó. Bây giờ anh muốn chọn cái thẻ với nội dung là đây là deep 2 và anh chuyển cái màu của nó sang màu đỏ. Đó, anh muốn chuyển chữ của cái thẻ sang màu đỏ đối với cái thẻ này. Thì anh sẽ sử dụng class. Chúng ta sẽ định nghĩa CSS ở đây cho nó tiện, đợi tạo file. Đó. Anh sẽ sử dụng class bằng cách là chấm one. Được chưa các bạn? Và anh sẽ để nó có màu chữ là màu đỏ, press như thế này. Đó. Đây, thì đây là cách để chúng ta sử dụng cái class thay vì các bạn deep class bằng chọn theo kiểu thuộc tính như thế này. Thì chúng ta chỉ cần viết ký hiệu ngắn gọn là chấm như thế này. Đó, ok chưa? Còn đối với thẻ số 7, nội dung số 7 này, anh muốn có màu xanh thì anh chỉ cần, vì nó là ID nên là anh chỉ cần for như thế này. Và chúng ta sẽ set color cho nó là blue chẳng hạn như vậy. Chúng ta chạy lại trang này lên thì các bạn sẽ thấy thẻ số 7 này có màu xanh. Đó, các bạn hiểu chưa? Thì đây là cách để chúng ta có thể chọn, chúng ta có thể chọn thẻ trên một trang để chúng ta tác động CSS cho nó. Rồi, được chưa các bạn? Thế bây giờ chúng ta sẽ đi. Chúng ta đã nắm được cách khai báo CSS rồi này, cách nhúng một file CSS từ bên ngoài vào trang rồi, cách chúng ta chọn một thẻ để định nghĩa CSS cho nó, và cách định nghĩa CSS cho một thẻ nó như thế nào, chúng ta đã nắm được rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu về các thuộc tính, các thuộc tính CSS thường dùng. Đó. Thì chúng ta cũng sẽ có những thuộc tính mà CSS mà chúng ta hay dùng. Đây. Thì đầu tiên, cái đầu tiên chúng ta muốn nói đến ở đây đó là thuộc tính background. Thuộc tính background có nghĩa là ảnh nền, quy định ảnh nền, quy định ảnh nền hoặc là màu nền ảnh hoặc là màu nền cho một thẻ HTML. HTML đó, được chưa các bạn? Chúng ta sẽ quy định ảnh màu cho một thẻ HTML. Ok, thì thuộc tính background nó dùng như thế này, nó sẽ là background. Đó, chúng ta có color là quy định màu, bên này sẽ là mã màu. Đó, background image thì bên này sẽ là đường dẫn của ảnh. Đó, background chúng ta sẽ có một cái khái niệm nữa đó, background repeat. Thì nữa anh sẽ nói về thằng này. Đó, quy định ảnh nền có lặp lại không. Đó, và background chúng ta sẽ có là position, quy định vị trí của ảnh nền.
Được chưa các bạn? Ok chưa? Và chúng ta có một thuộc tính là background. Abstract. Thì cái này nó sẽ là quy lệnh thanh scroll. So với ảnh này. Đó. Và cách viết ngắn gọn của chúng ta sẽ là background như thế này. Đó, hai chấm mã màu. Rồi có thể là ảnh này. Rồi có thể là repeat. Đó. Và có thể là position. Đây là cách viết ngắn gọn. Bây giờ anh sẽ lấy ví dụ để các bạn có thể hiểu được. Thì anh sẽ định nghĩa ra một file để chúng ta nói về background. .html. Đó, được chưa? Thì chúng ta sẽ có một trang như thế này. Thuộc tính background này. Đó, ví dụ chúng ta có một cái thẻ div như thế này. Và trong div này chúng ta xuống dòng. Chúng ta có nhiều thẻ xuống dòng. Nội dung thẻ div. Đây. Chúng ta chạy cái trang này lên. Đó, được chưa các bạn? Chúng ta sẽ chạy cái trang này lên. Và các bạn sẽ thấy là chúng ta có thẻ div và nó đang chứa nội dung như thế này. Đây. Bây giờ anh sẽ dùng CSS anh thay đổi thuộc tính, tác động thuộc tính background cho cái thẻ div này bằng cách là background bằng red như thế này. Ví dụ anh quy định là background red như thế này. Đó, ok chưa? Quy định background red như thế này. Thì chúng ta sẽ thấy ngay là à, nó có màu đỏ. Thì nội dung của thẻ div nó đang cao như thế này. Ok chưa các bạn? Ví dụ anh sẽ lấy ra một cái ảnh nền như thế này. Anh sẽ để là HTML CSS. Anh sẽ lấy ra một cái ảnh nền như thế này. Anh sẽ lưu nó vào. Trong đây anh sẽ tạo ra một thư mục là image như thế này. Và anh sẽ để lên là a.jpg. Ok chưa? Quay trở lại đây. Anh có thẻ A như thế này. Bây giờ anh muốn đường dẫn. Đây, có phải là chúng ta có thể viết ngắn gọn như này, mã màu hoặc là ảnh nền. Đó, thì chúng ta viết như thế này. Bỏ đi. Chúng ta có thể viết vừa màu đỏ và vừa có ảnh nền bằng cách là chúng ta sẽ có thuộc tính URL như thế này. Và đường dẫn ở đây nó sẽ là image. Vì file CSS của chúng ta, à, vì file chạy của chúng ta là background, nó sẽ gọi vào image như thế này. Đó, gọi trực tiếp vào image và nó sẽ gọi đến thẻ A .jpg. Đó. Và ví dụ anh sẽ để là no repeat như thế này. Đó. Anh chạy nó lên. Rest background rest URL. Chúng ta chưa lưu. Lúc này anh chạy nó lên. Thì các bạn sẽ thấy là à, lúc này nội dung của thẻ div của chúng ta nó đã nhận được cái background. Anh sẽ thêm nội dung nhiều vào để cái thẻ div này nó cao lên. Đó. Thì các bạn thấy là thẻ div của chúng ta đã nhận cái ảnh nền này rồi.
Được chưa? Được chưa các bạn? Và chúng ta đang để là no repeat, có nghĩa là nó không bị lặp. Nếu mà chúng ta không để repeat thì mặc định nó sẽ lặp theo cả bên trái, và nó sẽ lặp từ bên trái sang và từ trên xuống dưới cho đến khi hết cái thể, chiều rộng và chiều cao của thẻ deep như thế này, như thế này. Được chưa các bạn? Ok chưa? Rồi, ok. Đó. Và nếu mà chúng ta chỉ muốn nó chạy lặp lặp theo chiều ngang, tức là từ trái sang, thì chúng ta chỉ cần quy định là repeat x như thế này. Đó, được chưa? Còn những phần khác, cái ảnh này nó không bao được hết thì nó sẽ hiển thị cái màu lên. Ok chưa? Còn nếu mà chúng ta chỉ muốn hiển thị theo chiều dọc thì chúng ta sẽ repeat y, thì lúc này ảnh nó sẽ lặp từ trên nó xuống cho đến hết cái chiều cao của thẻ deep như các bạn đang nhìn thấy ở đây. Ok chưa? Tiếp theo, nếu mà anh để no repeat có nghĩa là nó không bị lặp. No repeat như thế này thì nó không bị lặp. Ok chưa? Nó không bị lặp nữa, và anh hoàn toàn có thể quy định cái vị trí của cái ảnh này nó nằm ở đâu đó. Ví dụ anh muốn nó nằm bên phải thì anh sẽ sử dụng background position, hoặc là anh sẽ quy định ở đây. Ví dụ nó nằm bên phải thì thuộc tính background position nó sẽ ở đây như thế này. Đó, thì nó sẽ nằm bên phải như thế này. Ok chưa? Hoặc là các bạn hoàn toàn có thể dùng pixel trên dưới trái phải. Ví dụ anh để là 50 pixel và 100 pixel, thì các bạn sẽ nhìn thấy cái ảnh này nó sẽ thay đổi cái vị trí, tức là sang bên trái 50 pixel và cách ở phía trên 100 pixel. Được chưa? Ví dụ anh muốn cho sang bên trái khoảng 500 pixel và cách ở trên khoảng 30 pixel thì nó sẽ thay đổi như thế này. Đó, các bạn hiểu chưa? Tức là các bạn có thể di chuyển cái ảnh background này chạy xung quanh cái thẻ mà chúng ta muốn. Được chưa? Thì nó sẽ có cái khái niệm về background như vậy. Ok chưa các bạn? Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ nói đến cái gì? Tiếp theo chúng ta sẽ nói đến cái liên quan đến việc cố định nội dung, cố định cái ảnh mà chúng ta làm background. Đây, thì anh giả sử chúng ta sẽ tạo ra được cái thanh quận ở đây như thế này. Bằng cách chúng ta nâng cái nội dung này lên thật nhiều. Vì mỗi lần chúng ta dùng cái thẻ BR này, nó sẽ xuống dòng nên cái nội dung nó sẽ nhiều lên như thế này, và chúng ta chạy nó lên thì các bạn thấy lúc này đã xuất hiện thanh quận rồi. Ok chưa? Anh muốn là khi chúng ta chạy thanh quận này thì cái ảnh này nó sẽ nằm cố định ở đây, nhưng anh sẽ làm như thế này. Và đây anh sẽ để là fix như thế này. Đó, thì các bạn thấy sao? Lúc này background của chúng ta nó chính là cái thuộc tính background attachment này. Có nghĩa là nó sẽ là fixed như thế này. Thì cái ảnh này khi mà chúng ta chạy thanh quận này, ảnh nó sẽ không bị chạy theo. Được chưa các bạn? Đó. Lớp mình hiểu không? Đó, thì đây là những cái liên quan đến thuộc tính background.
Ok chưa? Thì anh có thể hoàn toàn có thể định nghĩa riêng từng thuộc tính như thế này. Đây là cách định nghĩa ngắn gọn, thì anh sợ là nhiều bạn sẽ không hiểu. Thì anh sẽ định nghĩa riêng như thế này bằng cách background image này, color này bằng red như thế này. Sau đó chúng ta đặt background image như thế này bằng đúng cái đường dẫn này luôn. Đó. Và chúng ta sẽ có background repeat. Đây thì anh sẽ để là no repeat. Background position. Background position thì anh sẽ để là đúng như thế kia luôn, 500 pixel và 30 pixel. Và background attachment. Đây, attachment thì anh sẽ để là fix. Đó. Thì cái mà chúng ta đang làm ở đây nó tương đương với cái mà chúng ta vừa làm ở trên. Đây. Đây. Thay vì định nghĩa 4 5 dòng như thế này thì chúng ta chỉ cần định nghĩa như ở trên này, một dòng thôi là chúng ta đã khai báo được hết tất cả những thứ mà chúng ta cần, chúng ta muốn. Đó. Ok chưa? Các bạn hiểu bản chất cho anh nhá. Từng cái một. Rồi ok, tiếp tục chúng ta sẽ làm gì? Tiếp tục chúng ta sẽ làm như sau. Anh sẽ nói đến những thuộc tính liên quan đến text. Khi các bạn dựng giao diện cho một trang thì các bạn hình dung giống như các bạn dựng nội dung cho một cái trang Word ấy, thì chúng ta sẽ căn chỉnh lề, căn chỉnh text rồi các thứ. Thì ở đây cũng tương tự như vậy. Đây. Và khi mà chúng ta dùng CSS rồi thì hầu hết những thẻ HTML chúng ta định nghĩa sau này chủ yếu là thẻ div để chúng ta dựng khung giao diện. Tiếp theo anh sẽ nói đến những cái liên quan đến padding. Chúng ta sẽ nói đến những cái liên quan đến padding như thế này. Thì ở đây chúng ta sẽ có padding như thế này. À, liên quan đến text, tất cả những thuộc tính CSS cho text.css.html. Đây, thì anh sẽ nốt nó ra đây để các bạn nắm được. Hai là các thuộc tính CSS cho text, cho văn bản đấy. Thì chúng ta sẽ có color này, chính là cái mà chúng ta vừa làm, thì bên này sẽ là mã màu. Đó. Được chưa? Chúng ta sẽ có text align để căn chỉnh, tức là căn nội dung của text theo chiều bên trái này. Các giá trị của nó như thế này nên anh viết luôn ở đây như thế này. Bên phải này hoặc là ở giữa. Center như thế này. Đây, anh chạy lại này. Ví dụ anh có một trang HTML như thế này. Các thuộc tính CSS cho text như thế này. Thì anh sẽ có một cái thẻ div ở đây như thế này. Ví dụ như thuộc tính CSS cho text. Đó. Anh sẽ có một cái class name, ví dụ như là text One. Đó. Rồi anh sẽ có thẻ H3 như thế này. Các thuộc tính cho text. Đó. Anh lấy ví dụ. Anh chạy trang này lên. Anh chạy trang này lên thì sao? Đó. Chúng ta chưa lưu được thằng H3. Đây. Chúng ta chạy nó lên. Rồi. Bây giờ anh muốn cái div này của chúng ta. Anh muốn cái div này của chúng ta có màu thì anh sẽ làm như thế này. Ví dụ ở đây, chỉnh text cho nó đúng không? Chúng ta khai báo style ở đây. Sau đó chúng ta sẽ gọi đến thẻ div như thế này, đóng mở mộc nhọn. Đó, và bên trong này chúng ta muốn chỉnh ví dụ như color, cái mà anh demo ngay từ ban đầu đấy. Ví dụ anh để là orange, mã màu. Mã màu này thì nhiều bạn bảo làm sao có thể nhớ được. Thì các bạn làm nhiều, các
các bạn thực hành thật nhiều là các bạn sẽ nhớ. Ok chưa? Và anh chạy lên này. Đó. Thì các bạn sẽ thấy là cái nội dung nó thay đổi. Tiếp theo, ví dụ anh để take a line là center, thì ngay lập tức các bạn sẽ thấy nội dung nó sẽ ra giữa như thế này, ra giữa trình duyệt như thế này. Và ví dụ anh để là text transform bằng uppercase, có nghĩa là chúng ta sẽ quy định chữ hoa chữ thường. Đây, chúng ta sẽ quy định chữ hoa chữ thường thì chúng ta sẽ có thằng text transform như thế này. Đây, thì nó sẽ có uppercase đó để quy định chữ hoa, đó, chuyển toàn bộ chữ hoa, chuyển toàn bộ thành chữ thường thì chúng ta có lowercase như thế này. Đó. Đây. Ok chưa? Đó, và chuyển những chữ cái đầu tiên thành chữ hoa thì nó có một cái thuộc tính. Nó là caption này thì phải. Đây, những chữ cái đầu tiên là chữ hoa. Đó. Được chưa? Thì nó sẽ chuyển như thế này. Ok chưa các bạn? Đó. Ngoài ra đối với thuộc tính cho văn bản thì chúng ta sẽ có phông width, quy định in đậm của chữ thì chúng ta sẽ để default là bold như thế này. Được chưa? Chúng ta sẽ có underline. Đó, sẽ là text decoration. Decoration. Có nghĩa là chúng ta quy định gạch chân underline. Đó, quy định gạch chân. Đây, ví dụ anh để như thế này. Chúng ta sẽ quy định cho thẻ H3 có gạch dưới thì chúng ta chỉ cần là text decoration là underline như thế này. Đó. Được chưa các bạn? Được chưa? Và nó có thêm một thuộc tính này nữa. Một cái nữa đó là để chúng ta quy định kiểu văn bản nó ở dạng xóa thì chúng ta sẽ dùng cái thuộc tính line through này. Tức là gạch chân, gạch dưới hoặc là xóa văn bản. Đấy, anh để như này là hoặc thôi nhé. Xóa. Đó, kiểu như vậy. Được chưa? Thì anh sẽ nốt ra những cái mà chúng ta cần. Đối với underline thì nó sẽ có none là loại bỏ gạch chân. Đó, đối với thuộc tính none thì sẽ là loại bỏ gạch chân. Loại bỏ gạch chân. Được chưa các bạn? Được chưa? Thì chúng ta sẽ loại bỏ gạch chân như thế này. Đó. Ok chưa? Rồi. Đối với text này chúng ta còn cái gì nữa? Quy định cỡ chữ. Chúng ta có font size. Tất cả những thuộc tính mà anh giới thiệu cho các bạn ở đây này là những thuộc tính mà chúng ta dùng nhiều nhất và dùng đi dùng lại. Nên là các bạn nhớ cho anh nhé. Đó, phông xa. Nó cứ lặp đi lặp lại khi mà các bạn dựng giao diện ấy. Nó cứ chạy lờn vờn quanh các bạn. Phông xa thì quy định. Quy định cỡ chữ. Đó. Ok chưa? Nó sẽ quy định cỡ chữ. Và default anh sẽ sử dụng đơn vị là pixel. Ví dụ nó là một con số như thế này, 12 pixel. Kiểu như vậy. Đó. Ví dụ anh quy định cỡ chữ cho thằng div này thì anh quy định như thế này. Font size 24 pixel. Anh chạy lên, chắc chắn là cỡ chữ của nó thay đổi lớn hơn này. Nó bình thường tiếng Việt chúng ta thường dùng 13. Đó. Được chưa? Rồi, đối với text thì chúng ta còn gì nữa không? Chúng ta in nghiêng. Đúng không? Chúng ta cần in nghiêng văn bản thì nó sẽ là font style. Đó. Italic. Đây, anh sẽ quy định như thế này. Font style sẽ là italic như thế này. Đó. Thì chúng ta sẽ quy định được in nghiêng cho văn bản này. Ok chưa các bạn?
Thì đối với phần quy định CSS cho văn bản, cho những nội dung là text, thì các bạn hãy định nghĩa cho anh những thuộc tính này. Ok chưa? Đó, tiếp theo, quy định nội dung cho một khối. Chúng ta dần dần đi sang các block, bởi vì một trang của chúng ta nó sẽ được cấu thành từ rất nhiều khối khác nhau. Ví dụ như các bạn vào trang VN Express như thế này. Đó, trang này dựng thì cũng không có gì cả. Trang này dựng thì cũng đơn giản thôi, nó không khó như mấy trang bán hàng. Đây. Nhưng mà nó sẽ có từng khối như thế này. Ví dụ các bạn thấy cả cái khối ở phía trên này. Sau đó cả cái khối thuộc cái header lớn này, có đăng nhập, logo, ngày tháng này. Rồi cả cái phần menu này là một khối. Sau đó dưới này là một khối lớn này. Bên trong này là từng khối. Đó. Được chưa? Thì chúng ta nói đến thuộc tính là border. Đối với border nó quy định đường viền. Quy định đường viền của một thẻ HTML. Được chưa? Quy định đường viền của một thẻ HTML. Thì trong đây chúng ta có border, chúng ta định nghĩa như sau này. Anh sẽ viết như thế này. Chúng ta có border. Cách viết ngắn gọn của nó như thế này, một solid và color như thế này. Đây là cách viết ngắn gọn, có nghĩa là nó quy định cái gì? Với cách viết này thì nó sẽ quy định là độ to của đường viền. Của viền. Đó, rồi đến cái gì? Tiếp theo sẽ là gì? Kiểu đường viền. Tiếp theo là màu đường viền. Đó, ok chưa? Được chưa các bạn? Được chưa? Sau đó thì chúng ta sẽ có thuộc tính border. Anh sẽ tạo một cái file là border.html như thế này để các bạn có thể dễ theo dõi. Đó, ở trong đây của chúng ta sẽ là thuộc tính border trong CSS. Đó, được chưa các bạn? Được chưa? Ví dụ anh có một cái thẻ div như thế này. Các thuộc tính border trong CSS. Đó, ví dụ anh có style đây, anh muốn tác động và làm thay đổi cái đường viền của thẻ div này, anh chỉ cần gọi đến div, đóng mở ngoặc nhọn và chúng ta sẽ đi quy định CSS ở đây. Thì cách viết đơn giản nhất của border sẽ là, ví dụ anh để độ rộng đường viền là 1, anh để kiểu là solid, sau đó thì anh sẽ để là red như thế này. Anh chạy trang này lên thì các bạn sẽ nhìn thấy thay đổi của thẻ div lúc này. Đây, lúc mà chưa có CSS này thì thẻ div của chúng ta chưa có gì cả. Đó, được chưa? Còn khi mà có CSS vào rồi thì chúng ta sẽ có thẻ div lên như thế này. Đó, các bạn thấy đường viền của thẻ div có màu đỏ và cái độ dày của đường viền nó là 1 pixel. Đó, kiểu đường viền nó là nét đứt và nối liền như thế này, nét nối liền như thế này. Ví dụ anh để đây là 3 pixel, các bạn sẽ thấy có sự thay đổi. Đó, ok chưa? Và nếu mà anh để đây kiểu là solid như thế này, anh chuyển thành một kiểu này. Đó, thì các bạn sẽ thấy nó thay đổi kiểu đường viền. Ok chưa? Đó, và chúng ta hoàn toàn có thể định nghĩa đường viền theo những cách khác nhau như thế này. Anh lấy ví dụ, anh chỉ quy định đường viền trên thôi. Border top. Đó, anh chỉ quy định cái ở trên thôi. 2 pixel solid. Và anh sẽ để là orange như thế này. Đó, anh chạy lên này. Thì đường viền của nó chỉ nằm phía trên thôi. Ok chưa các bạn?
Thì anh sẽ nốt vào đây để các bạn xem lại nhé. Ví dụ anh quy định đường viền ở bên trái. Đấy, thì anh sẽ là một pixel solid, ví dụ có màu đỏ như thế này. Thì các bạn sẽ thấy bên trái sẽ nhận đường viền như thế này. Ok chưa? Đường viền ở bên phải, tức là nó sẽ theo bốn chiều, trái phải và trên dưới, 2 pixel solid, và nó có màu là brown như thế này. Đó, ok chưa các bạn? Cuối cùng là gì? Cuối cùng anh sẽ có đường viền ở phía dưới. Đó, anh sẽ nốt tất cả các loại ra để các bạn xem. Border bottom 2 pixel solid, có màu xám như thế này. Đó. Đây. Ok chưa? Anh sẽ có một cái thẻ đít thứ hai, cách định nghĩa một dạng đường viền nữa. Đây anh sẽ để là class là 2. Đây là class 1. Anh div.1 có nghĩa là gọi đến thẻ div có class là 1. Anh chấm tu gọi đến tất cả những thẻ có class là 2, trong đó ở đây có div. Được chưa? Thì anh sẽ có là border. Anh hoàn toàn có thể định nghĩa riêng như thế này. Border color là orange. Đó. Border style, tức là nó có những kiểu định nghĩa khác nhau. Được chưa các bạn? Solid. Đó. Thì anh sẽ có các kiểu như thế này. Đây là các kiểu của đường viền. Được chưa? Outside. Ví dụ anh sẽ có border width, tức là độ rộng của đường viền đấy. Ví dụ bằng 2 pixel. Anh chạy lên thì anh sẽ thấy cái thẻ thứ hai này của anh nó có kiểu đường viền như thế này. Anh xuống dòng. Đó, được chưa? Đây là kiểu đường viền của anh. Đó, các bạn muốn thử nó có những kiểu nào, các bạn chỉ cần control cắt như thế này là các bạn thay đổi được hết tất cả những kiểu đường viền các bạn muốn xem. Đó, được chưa? Thì đây là cách để chúng ta làm việc cho nó dễ nhớ nhất, chứ không bị phụ thuộc là à cứ phải học thuộc, anh cũng không nhớ được hết. Đó, ok chưa? Và anh sẽ có một loại đường viền nữa. Anh sẽ có div 3 như thế này. Đây. Thì đối với thằng 3, anh cũng có border width, border color như thế này. Và anh có thêm một cái nữa, đó là anh sẽ bo viền lại. Đây. Anh sẽ để class 3 cho cái div thứ 3 này. Đây. Đây sẽ là 3, đây sẽ là 2, đây sẽ là 1. Đó, cái số 3 này anh sẽ bo viền lại bằng cách là anh sẽ đặt là border radius 3 pixel. Anh chạy lên thì các bạn sẽ thấy đường viền của nó đã bo lại chưa? Nó đã bo lại rồi. Nếu mà anh để 5 pixel các bạn nhìn rõ hơn này. Đó, nó sẽ bo viền như thế này. Ok chưa các bạn? Đó, và chúng ta hoàn toàn có thể quy định là à anh chỉ bo viền ở phía trên bên trái thôi. Thì anh sẽ tạo ra một cái số 4 để anh thử cho các bạn xem này. Và những cái khác các bạn có thể tự follow theo được. Ví dụ anh có cái div for như thế này. Đây, anh sẽ có thuộc tính for như thế này. Đó, thì anh sẽ thay vì border radius thì anh sẽ là border top. Đó, border radius bên trên phía bên trái này, top left radius này 3 pixel, 6 pixel. Chạy lên các bạn chỉ thấy là ở mỗi bên trái ở phía trên là có border đó. Đây này, nhìn thấy chưa? Và border phía bên phải bên phía dưới thì anh sẽ là border phía dưới sẽ là bottom right. Đó, cũng 6 pixel. Đây, các bạn nhìn lên. Chưa nhận do anh chưa lưu
Không đúng. Border bottom radius, anh viết thiếu. Đó, chạy lên này. Đó, các bạn thấy chưa? Thì từ ví dụ này các bạn có thể suy ra cho những cái góc cạnh khác. Ok chưa các bạn? Đó, thì đối với border trong thực tế chúng ta sẽ dùng, nó chỉ loanh quanh những thuộc tính như thế này thôi. Là quá đủ để các bạn có thể làm project rồi. Tiếp theo anh sẽ nói đến width, height, padding và merging. Đây, xem thêm, xem chi tiết trong ví dụ là border.html để các bạn theo dõi lại, được chưa? 4, anh sẽ nói về các thuộc tính width, height, Boston, padding và merging. Đó. Đầu tiên đối với width thì chúng ta sẽ có đơn vị là pixel. Đó, nó nhập vào con số pixel. Tương tự height cũng như vậy. Chúng ta sẽ có đơn vị là pixel. Được chưa? Padding cũng có đơn vị là pixel. Đó, và nó có các kiểu padding tốt. Padding right. Padding bottom. Padding left như thế này. Và chúng ta sẽ có padding. Thế thôi. Đó, được chưa? Anh sẽ liệt kê hết ra những cái mà chúng ta sẽ dùng. Merging cũng nhận đơn vị là pixel. Đó, được chưa? Và chúng ta cũng sẽ có merging left. Merging gạch ngang left như thế này. Có nghĩa là cách phía bên trái bao nhiêu. Đó, merging right, cách phía bên phải bao nhiêu. Đó, được chưa? Và merging bottom, cách phía dưới bao nhiêu và cách phía trên bao nhiêu. Merging top. Còn cái cách viết margin như ở trên này là chúng ta sẽ viết tổng quan tốt bao nhiêu pixel. Đó. Right, bottom và left. Đó, tức là cách viết ngắn gọn. Được chưa các bạn? Tương tự đối với padding này nó cũng vậy. Nó có cách viết ngắn gọn như thế này. Ok chưa? Thế đối với width thì chúng ta sẽ có những cái gì nữa? Đối với width chúng ta sẽ có max width, tức là độ rộng tối đa là bao nhiêu pixel. Đó. Và quy định độ rộng tối thiểu thì chúng ta sẽ có min width là bao nhiêu pixel. Đó. Tương tự chúng ta sẽ có max height, tức là chiều cao tối đa là bao nhiêu pixel. Và min 2 chiều cao tối thiểu là bằng bao nhiêu pixel. Đó, được chưa các bạn? Được chưa? Thì chúng ta sẽ có thông tin như vậy. Ok chưa? Bây giờ chúng ta sẽ thử. Anh sẽ để một cái là width 2 padding và merging chấm html. Anh gộp bốn cái thuộc tính này lại. Đó, và chúng ta sẽ đi thử. Ví dụ trong cái thuộc tính này của chúng ta, thứ hai này, chúng ta tạo ra trang bằng cách nhấn
gõ HTML và nhấn phím Tab trên bàn phím thì các bạn được cấu trúc trang như thế này. Giả sử trong trang này chúng ta có thẻ div, anh sẽ để class là one. Đó. Nội dung sẽ là nội dung one như thế này, nội dung một như thế này. Anh sẽ định nghĩa CSS ở đây. Chúng ta chạy trang này lên thì chắc chắn rồi, chúng ta sẽ nhìn thấy cái nội dung của cái thẻ div này. Đây. Đó. Ok chưa? Anh sẽ đặt width cho nó. Thì chúng ta sẽ gọi đến cái thẻ one này có width, ví dụ anh để bằng 400 pixel và có height cũng bằng 400. Và anh đặt một cái background là orange. Thì ngay lập tức các bạn sẽ nhìn thấy cái khối này nó như thế này. Được chưa các bạn? Tức là thẻ div này của chúng ta đang có độ rộng và độ cao là 400. Anh giảm xuống còn 3 đi, nhìn cho nó dễ nhìn. Đó, ok chưa? Đây là width của nó. Anh giả sử anh đặt width của nó bằng max width của nó bằng 300. Sau đó anh thay đổi thuộc tính width bằng 500 thì nó sẽ vẫn giữ nguyên 300 theo cái quy định thằng max width. Có nghĩa là nó không được vượt quá max width. Các bạn hiểu chưa? Thì đấy là ý nghĩa của thằng max width. Có nghĩa là quy định để mà cái độ rộng của cái thẻ này sẽ không được vượt quá cái mà chúng ta quy định. Ok chưa các bạn? Đây, anh chạy lên. Đó, nếu mà chúng ta bỏ max width thì nó sẽ rộng lên ngay. Ok chưa? Đó, thì đối với thuộc tính width 2 nó khá là đơn giản. Chúng ta định nghĩa như thế nào thì nó hiểu như thế. Đây, như thế này. Ok chưa? Thậm chí là chúng ta cũng hoàn toàn thể đưa một cái border vào đây để chúng ta nhìn cho nó dễ. 2 pixel solid như thế này. Và chúng ta để là zero như thế này. Đó, được chưa? Như thế này. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ nói về khái niệm padding và merging. Thì padding nó là gì và merging nó là gì? Thì đầu tiên các bạn nhìn cho anh vào cái ô màu cam này trước. Trong ô màu cam này chúng ta có một cái nội dung text như thế này. Được chưa? Đó. Thế đối với padding thì bản chất của nó là gì? Bản chất nó sẽ đi quy định khoảng cách từ cái đường viền của cái khối màu cam này. Đó, cụ thể đây là khối màu cam nhé. Còn nếu định nghĩa tổng quan lên thì nó quy định cái đường viền của cái thẻ HTML. Nó sẽ quy định khoảng cách từ đường viền đến những đối tượng bên trong của một thẻ HTML. Các bạn có hiểu ý của anh không? Padding nó quy định đường viền của một thẻ HTML. À sorry, nó quy định khoảng cách từ đường viền của một thẻ HTML đến những cái đến nội dung nằm trong thẻ HTML đó. Đây, từ đường viền đến nội dung nằm trong. Đó, ví dụ bây giờ vẫn cái thẻ div này anh quy định padding tốt, có nghĩa là tạo ra cái khoảng cách từ đường viền phía trên này với nội dung bên trong một khoảng bằng 30 pixel, thì các bạn sẽ thấy là ngay lập tức đó, cái đường viền này nó sẽ cách tốt một khoảng 30 pixel. Tương tự anh có thể tạo ra được khoảng cách với bên trái của cái đường viền so với nội dung bên trong là 30 pixel, thì các bạn có thể nhìn thấy đây. Đó. Ok chưa? Thì nhược điểm của thằng padding này là gì? Khi mà padding được định nghĩa thì khoảng cách của cái thẻ div này, cái độ rộng của thẻ div này cũng được tăng lên. Đó, ví dụ anh để 50 này thì các bạn sẽ thấy cái div này nó sẽ tăng lên một chút xíu. Đó, các bạn nhìn này. Đó. Ok chưa? Còn nếu mà anh để 10 này thì nó thu nhỏ lại một chút xíu. Đó. Được chưa? Thì đấy là cái nhược điểm của padding. Khi mà chúng ta định nghĩa padding thì chúng ta hết sức lưu ý đến cái độ rộng của nó. Chúng ta phải cộng trừ để mà bớt nó đi, để tránh nó tác động những cái xung quanh nó. Ok chưa? Đó, thì đấy là padding. Còn đối với merging thì sao?
đối với margin thì sao? Thì nó sẽ quy định khoảng cách từ đường viền của một thẻ HTML đến những cái xung quanh nó và nằm ở bên ngoài nó. Các bạn có hiểu ý anh không? Anh lấy ví dụ anh có thẻ div thứ hai như thế này. Anh có div thứ hai là true như thế này. Cái div thứ hai của anh sẽ định nghĩa như thế này. True. Đó, anh giả sử anh giảm kích thước của tất cả các div cho nó nhỏ lại đi, nhìn nó dễ. Đây. Đó. Ok chưa? Đây. Thì các bạn thấy là hai cái thẻ div này nó đang nằm lần lượt từ trên mà xuống. Được chưa? Và các bạn nhìn thấy là hai thẻ div này nó khá là sát nhau. Bây giờ anh đứng ở thẻ div thứ nhất. Đó, anh muốn tạo ra khoảng cách từ thẻ div thứ nhất, từ cái đường viền ở phía dưới của thẻ div thứ nhất so với thẻ div thứ hai là 30 pixel. Tức là anh tạo khoảng cách từ đường viền của thẻ div thứ nhất với cái thẻ div thứ hai là 30 pixel, thì anh sẽ đứng ở thẻ div thứ nhất. Anh đặt một thuộc tính là margin, tức là cách cái đường viền phía dưới, margin bottom 10 pixel, 30 pixel đi. Thì các bạn sẽ thấy nó sẽ tạo ra khoảng cách từ cái đường viền phía dưới của thẻ div thứ nhất này với cái thẻ div thứ hai như thế này. Đó, thì cái khoảng cách này nó gọi là khoảng cách margin từ đường viền đối đến những thằng bên ngoài nó. Đó, thì thằng div, nội dung div 2 này nó nằm bên ngoài div 1. Ok chưa? Đó, mình hiểu chưa? Đó, thì đấy là padding. Thì các bạn sẽ nhìn thấy là đối với padding, về bản chất thì nó tương đối thôi. Bản chất của nó là nó đi tạo ra khoảng cách từ đường viền đến thằng xung quanh và bên trong nó. Và nó phụ thuộc vào cái việc các bạn đặt padding hay margin ở đâu. Ok chưa? Đó, được chưa các bạn? Thì nó cũng khá là tương đối thôi. Ví dụ các bạn muốn tạo khoảng cách từ cái phía trên của trình duyệt này đối với nội dung thứ nhất này, thì anh hoàn toàn có thể đặt margin vào đây như thế này. Margin top như thế này, thì chúng ta sẽ tạo ra được khoảng cách phía trên đối với trình duyệt là 30 pixel. Đây. Đó, nhưng anh không muốn định nghĩa margin top vào thẻ one, thì chúng ta hoàn toàn có thể định nghĩa vào thẻ body. Đó, vì cả trình duyệt nó sẽ là thẻ body như thế này. Đó, được chưa? Và body này nó sẽ là, chúng ta sẽ lại không phải là margin nữa, mà chúng ta sẽ để padding tốt bằng 30 pixel. Có nghĩa là gì? Lúc này cả cái trình duyệt này nó là một cái khối lớn, div lớn thì chúng ta tạm coi nó là cái div lớn. Và nó chứa cái gì? Nó chứa cái hai cái nội dung bên trong nó là cái nội dung số 1 và số 2. Được chưa? Và chúng ta muốn tạo ra khoảng cách từ đường viền của trình duyệt đối với nội dung bên trong, thì chúng ta dùng padding như thế này. Các bạn thấy chưa? Nó chỉ mang tính chất tương đối thôi. Mình đặt ở đâu? Quan trọng là mình đặt ở đâu. Nếu mà chúng ta đặt ở thẻ one thì chúng ta cũng tạo ra được cái khoảng cách như thế này. Đó, nhưng chúng ta sẽ dùng padding ở thẻ one. Đó. À sorry, margin top ở thẻ one. Nhưng nếu chúng ta đặt ở body, chúng ta cũng tạo ra được khoảng cách như thế này. Nhưng chúng ta sẽ đặt nó ở thẻ body thì sẽ là padding top. Đó, nó mang tính chất tương đối thôi. Các bạn hiểu chưa? Tiếp theo nhé. Tiếp theo anh sẽ nói những cái gì? Chúng ta sẽ đi đến lướt qua những cái thuộc tính hay dùng nhất. Tiếp theo anh sẽ nói về khái niệm về năm. Đó chính là khái niệm về float. Khái niệm về float và clear. Đó, float và clear.
Thế đối với float và clear thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Đây, anh sẽ làm như sau. Thì các bạn đầu tiên các bạn phải hiểu cái này là gì đã. Float và clear. Như các bạn biết là khi mà chúng ta dựng giao diện ấy, khi mà chúng ta dựng giao diện thì chúng ta sẽ phải tạo ra từng cái khối như thế này. Ví dụ cả cái khối lớn này, sau đó nằm ngang hàng với nó là cả cái khối bên này. Sau đó chúng ta sẽ đi chi tiết vào từng cái ở bên trong để chúng ta dàn dựng. Có đúng không? Đó. Thì chúng ta sẽ làm như sau. Ví dụ, đầu tiên anh sẽ nói về float. Float. Thì bình thường khi mà chúng ta định nghĩa CSS, anh sẽ tạo ra một file là float.html đây. Anh sẽ tạo ra một file là float.html. Ở đây, như thế này. Anh sẽ định nghĩa như thế này. Float và clear. Các bạn phải hiểu những thằng này trước khi mà chúng ta tìm hiểu sang một kỹ thuật dựng trang là flex hay là merging hay là grid. Đây, anh có cái này. Đây, thì anh là giữ anh có một cái div, ví dụ anh có một cái class là led như thế này. Anh có một cái div có class là right. Đó. Center đi. Và anh có một cái div có class là right như thế này. Đây sẽ là center. Đó. Được chưa? Anh sẽ chạy trang này lên. Đó, anh sẽ chạy trang này lên như thế này. Đó, anh giả sử anh CSS cho nó có độ rộng, độ cao để chúng ta nhìn cho nó dễ. Đó, nhưng đầu tiên cái mà anh muốn nói ở đây, mặc định khi mà các bạn định nghĩa CSS, đặc biệt là đối với những thẻ như là thẻ div này, thì mặc định các bạn sẽ thấy là thứ tự hiển thị của nó sẽ là từ trên xuống dưới, đúng như cái mà chúng ta đang định nghĩa ở trong code đây. Đó, cái nào ở trên thì nó sẽ nằm ở trên, cái nào ở dưới sẽ nằm ở dưới. Được chưa? Đó. Nhưng vấn đề là khi mà chúng ta làm giao diện ấy, thì nó lại không như vậy. Khi chúng ta làm giao diện thì nó lại có cái thì nó nằm trên, cái nằm dưới. Cái thì chúng ta sẽ phải cho nó nằm ngang hàng nhau. Và cái quan trọng nhất là chúng ta làm cho nó nằm ngang hàng nhau. Ví dụ như cái trang báo này, các bạn sẽ thấy là đây, rõ ràng hai bài viết này nằm ngang hàng nhau, đúng không? Menu nó nằm ngang hàng nhau đây. Đó, từng menu item này. Đó, kiểu như vậy. Đây, thì đó là vấn đề. Đó là vấn đề của chúng ta. Thì chúng ta sẽ phải làm nó như thế nào? Đây, thì anh sẽ làm như sau. Đầu tiên anh CSS nó lên đã. Thì chúng ta sẽ định nghĩa CSS chung. Anh sẽ để là left. Div sẽ có border 1 pixel solid orange. Đó, được chưa các bạn? Chúng ta sẽ có background là 0. Đó, và chúng ta sẽ có width anh để bằng 300 pixel. Hai chúng ta cũng sẽ để bằng 450 pixel. Anh giả sử như vậy. Chúng ta định nghĩa như thế này là chúng ta định nghĩa chung cho cả ba cái thẻ div này. Đó, thì các bạn sẽ thấy là nó nằm ngang hàng nhau như thế này. Anh muốn đổi màu cho từng cái thì anh sẽ định nghĩa riêng chấm len. Anh sẽ có background là orange.
chấm center, anh sẽ có background là draw đó, và chấm right anh sẽ có background là yellow. Các bạn thấy nó sẽ nằm từ trên mà xuống như thế này đó, được chưa? Bây giờ anh muốn ba cái thẻ div này nằm ngang hàng nhau, thì các bạn hình dung cái thuộc tính float của chúng ta nó giống như là các bạn tưởng tượng chúng ta có một cái bể nước, và chúng ta trong cái bể nước chúng ta có rất nhiều quả bóng bay ở trong bể nước đấy. Thì mặc định khi mà cái mặt nước của nó vẫn còn không gian ấy, thì các quả bóng nó sẽ nổi lên, đúng không? Và khi mà các quả bóng nó nổi lên mặt nước và nó phủ khắp mặt nước rồi, thì những quả bóng ở phía dưới nó sẽ không thể nhoi lên được nữa, nó sẽ chìm ở dưới mặt nước, kiểu kiểu như vậy. Thì cái thuộc tính float của chúng ta nó sẽ làm cái việc giống như là cái bể nước đó. Có nghĩa là gì? Nó sẽ đẩy những quả bóng lên trên khi mà diện tích ở phía trên còn. Còn những cái mà khi diện tích ở phía trên không còn nữa thì nó sẽ nhấn chìm quả bóng xuống dưới. Kiểu như vậy, nó sẽ bị đẩy bởi những quả bóng khác. Ok chưa? Đó. Thì ở đây các bạn nhìn thấy là chúng ta có ba cái thẻ div này và cái không gian ở phía trên này nó vẫn đang còn. Đó. Chúng ta muốn ba thẻ div này nằm ngang hàng nhau và nằm trên đây, thì chúng ta sẽ đi định nghĩa float cho ba cái thẻ div này. Float, và anh sẽ đẩy dồn nó theo thứ tự là từ trái sang, có nghĩa là thằng này bên trái, thằng này lên trên, từ bên trái và thằng này lên trên sang bên trái, kiểu như vậy. Đây, ví dụ anh để vào left thì các bạn sẽ thấy là thằng left này của chúng ta nó đã kéo thằng center lên đó, và thằng center muốn nằm ngang thì tất cả nó cũng sẽ phải float như thế này đó. Thì thằng center lên, thằng right lúc này muốn nằm lên thì nó cũng sẽ phải float như thế này. Chúng ta sẽ đặt float vào cả ba cái thẻ đó. Đó. Ok chưa các bạn? Ok chưa? Đó. Và anh giả sử anh có thêm thẻ div thứ 5. Đây. Anh sẽ để là footer. Đó. Anh sẽ để là footer như thế này. Đó. Thì lúc này các bạn, ví dụ footer của anh sẽ có background là màu đen. Đó. Có. Đây. Các bạn sẽ nhìn thấy footer của chúng ta nó sẽ cũng bị tràn lên, nhưng các bạn thấy là vì không gian ở trên này nó không có nữa, nó không đủ nữa, nên nó đang nằm dưới các thẻ này. Nó đang nằm dưới các thẻ này và chúng ta đang không nhìn được cái màu của nó nữa. Ok chưa? Được chưa các bạn? Đó. Và giả sử nếu mà anh đặt cái footer của chúng ta có width bằng 100%. Đây, có độ rộng bằng toàn màn hình. Thì các bạn sẽ thấy là lúc này cái thẻ footer này thực chất là nó đã bị tràn lên và nó bị lấp bởi ba cái thẻ div này rồi. Nhưng vì cái không gian của nó vẫn còn ở đây này. Không gian của cái thẻ footer có màu đen vẫn còn đây nên nó hiển thị ở đây để chúng ta có thể nhìn thấy. Ok chưa? Được chưa các bạn? Đó. Và anh giả sử nhé. Anh giả sử anh không muốn cái thẻ footer này tràn lên nữa, thì chúng ta sẽ sử dụng thuộc tính clear. Đó. Thì những thẻ div nó đang bị tràn lên vì nó được định nghĩa float là left, thì chúng ta không muốn tràn theo chiều bên trái đó, left đó, thì chúng ta chỉ cần đặt clear left. Đây, clear left. Đó. Cho cái thẻ footer thì footer lúc này nó sẽ nằm im ở phía dưới, chúng ta chưa lưu đó, nó sẽ nằm im ở phía dưới như thế này, được chưa? Chúng ta sẽ hoàn toàn có thể định nghĩa một cái chiều cao khiêm tốn hơn, ví dụ 45 pixel, ví dụ để text align là center color sẽ bằng màu trắng đó, anh chạy nó lên. Thì chúng ta có cái footer như thế này. Được chưa các bạn? Đó. Ok chưa? Được chưa?
Và anh giả sử là đó, thì đây là các bạn cũng đã mon men được đến cái kỹ thuật để chúng ta có thể dựng trang rồi. Được chưa? Thì lát nữa anh sẽ demo dựng một cái trang đơn giản với CSS. Với CSS thì chúng ta sẽ dựng nó như thế nào? Lát nữa anh sẽ demo cho các bạn. Anh sẽ giới thiệu tiếp về thuộc tính Z-index ở trong CSS. Thuộc tính Z-index. Đây. Sorry các bạn, đối với clear này nó sẽ có hai loại, à float có hai loại là left hoặc là right. Hoặc là right như thế này. Đó. Clear thì nó sẽ có cũng có hai loại là không cho tràn lên phía bên trái hoặc phía bên phải hoặc là bot là cả hai. Đó, các bạn chỉ cần nhớ cho anh như vậy. Giả sử trong trường hợp này anh cho nó tràn hết lên nhưng nó tràn từ bên phải sang thì các bạn sẽ thấy nó thay đổi như thế này. Đó, left center right. Thì lúc này nó sẽ thay đổi thứ tự, left ở bên phải, center, right ở bên trái, nó bị đổi thứ tự như vậy. Và clear lúc này của chúng ta cũng sẽ phải là clear, right. Thì khi mà làm việc với thằng float thì các bạn nên chỉ sử dụng một kiểu, đó là left hoặc là right, thì trang của chúng ta nó sẽ không bị vỡ giao diện. Ok chưa các bạn? Các bạn cứ làm lẫn lộn cả hai thì chắc chắn là các bạn xử lý CSS sẽ cực kỳ mệt mỏi luôn. Thì đấy là cái kinh nghiệm mà anh muốn chia sẻ với các bạn. Rồi, ok. Tiếp tục, chúng ta sẽ chuyển sang phần Z-index. Chúng ta sẽ nói về Z-index ở đây. Thuộc tính Z-index. Đó. Thì khi mà chúng ta làm việc với Z index và position một cái mà chúng ta hay dùng nhất. Đó. Đối với thuộc tính Z index thì giá trị của nó chỉ đơn giản là một con số thôi. Đó, nó là một con số. Số nguyên luôn. Được chưa các bạn? Còn đối với position thì cái mà chúng ta hay dùng nó là relative hoặc là absolute hoặc là fixed như thế này. Được chưa? Đi kèm với position. Đi kèm với position. Chúng ta hay có các thuộc tính như là left bao nhiêu pixel, đó, right bao nhiêu pixel, top bao nhiêu pixel và bottom bao nhiêu pixel. Đó, ok chưa các bạn? Ok chưa? Rồi. Bây giờ anh sẽ lấy cho các bạn ví dụ. Anh sẽ có là Z index và position .html. Anh giả sử như thế này, anh có một trang như thế này. Thuộc tính Z index và position trong CSS. Anh giả sử anh có ba cái thẻ div, class là one này, class là two này, class là three. Đó, thì anh sẽ có các ID tương ứng là 1, 2 và 3 như thế này.
Ok chưa các bạn? Anh sẽ CSS cho ba cái thẻ div này. Chúng ta sẽ có thông tin chung cho ba thẻ div, đó là chiều rộng bằng 100 pixel, chiều cao sẽ bằng 100 pixel và 200. 200. Anh giả sử như vậy. Background thì tùy. Đó, ví dụ anh để background cho cái thẻ div có class là one, anh sẽ để background là orange. Đối với thẻ div là true. Như thế này, anh sẽ có background là blue, là zero. Đó, đối với thẻ div là free, thì anh sẽ có background là brown, tức là có một cái màu nâu như thế này. Anh chạy trang này lên. Đó, các bạn sẽ thấy là anh có nội dung của ba cái thẻ div này. Thì trước khi nói về z index, anh sẽ nói về thuộc tính position. Thì các bạn biết là mặc định position trong CSS là nó làm thay đổi vị trí của thẻ, của một thẻ HTML trên một trang hoặc là trên một cái thẻ nào đó. Giả sử ở đây trong thẻ H1 này, anh muốn demo cho các bạn trường hợp là chúng ta có thẻ position thay đổi vị trí của thẻ span trên thẻ div có class là one. Đây, anh muốn nói đến việc thay đổi vị trí của thẻ div span, thì anh định nghĩa cho thẻ span đã có background là pink. Anh giả sử như vậy. Anh sẽ để width sẽ bằng 50 pixel, height sẽ bằng 50 pixel. Đó, display anh sẽ để block. Đây. Đó, thì đây là thẻ span của anh. Thì mặc định của nó thì chính là vị trí đấy. Position nó dịch ra nó là vị trí, có nghĩa là vị trí mặc định của các thẻ trên một trang hoặc là vị trí mặc định của một thẻ nào đó trong bên trong một thẻ nào đó, thì nó sẽ luôn luôn nằm từ bên trái và từ trên mà xuống đúng như thứ tự mà chúng ta đang nhìn. Và đối với bất kỳ thẻ nào, chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi lại cái vị trí cho nó. Đó, ví dụ các bạn có thể sử dụng margin hoặc là sử dụng padding để đẩy vị trí của nó đến một cái khoảng cách nào đó so với cái gì đấy. Đó, được chưa? Thế đối với position thì nó cho phép chúng ta tạo ra cái khoảng cách từ cái vị trí của cái thẻ này, ví dụ cụ thể thẻ span này, với cái đường viền của cái thẻ màu cam này. Và để làm được việc đó thì việc đầu tiên chúng ta sẽ phải quy định cái thẻ màu cam này, chính là cái thẻ 1 này, có position là relative, tức là cái thẻ cha của nó, thẻ cha mà bao cái thằng div span này có position là relative, thì hiện tại nó sẽ không ảnh hưởng gì cả. Nhưng chúng ta muốn tạo ra vị trí cho thằng span này, chúng ta chỉ cần để là position absolute như thế này. Đó, thì hiện tại nó cũng sẽ chưa ảnh hưởng gì, nhưng lúc này các bạn hoàn toàn có thể định nghĩa là bắt đầu quy định về khoảng cách, ví dụ như position absolute cho thằng span, và nó sẽ span nó cách đường viền phía dưới, cách cái đường viền của thẻ màu cam với đường viền phía dưới này là 15 pixel như thế này. Thì các bạn sẽ thấy là lúc này thẻ span cách cái đường viền của thẻ màu cam, đường viền dưới của thẻ cam sẽ là 15 pixel. Đó, được chưa? Tức là anh hoàn toàn có thể di chuyển được thì chỗ nào cách left ví dụ khoảng 50 pixel. Đó, thì các bạn sẽ thấy nó di chuyển nó gần giống như là margin thôi, nhưng cái này nó sẽ tạo ra cái khoảng cách tuyệt đối, kể cả khi các bạn zoom trang lại thì nó cũng không bị ảnh hưởng. Đó, được chưa? Vẫn nằm đúng vị trí tuyệt đối của nó là như vậy. Ok chưa các bạn?
Được chưa? Và các bạn hoàn toàn có thể tạo ra khoảng cách của các thẻ đích này đối với trình duyệt. Đối với cái trình duyệt thì các bạn chỉ cần làm đơn giản đó là các bạn đặt position, position absolute cho từng cái thẻ này. Thì mặc định nó sẽ là absolute so với trình duyệt. Thì lúc này nó sẽ dồn hết lên phía trên và nó nằm chồng nhau. Lúc này các bạn sẽ phải đi quy định khoảng cách cho nó. Ví dụ đối với thẻ màu cam, anh sẽ quy định nó cách top khoảng 50 pixel và cách led khoảng 50 pixel. Thì các bạn sẽ nhìn thấy nó chạy đi một chút này. Đó, được chưa? Tương tự, anh sẽ đối với thẻ thứ hai, anh sẽ quy định cách top khoảng 250 pixel và cách led khoảng 250 pixel. Đây. Đó, đây, được chưa các bạn? Và tương tự anh sẽ có cái thẻ này thì sẽ là chúng ta sẽ 450 và 450. Đây là khoảng cách anh sẽ cộng lên thôi. Thì chúng ta sẽ được cái khoảng cách từng cái thẻ nó như thế này. Được chưa? Anh muốn dịch chuyển cho các thẻ nó nằm chồng lên nhau thì anh sẽ giảm khoảng cách đi. Ví dụ như là còn 150. Đó, thế này nó sẽ còn 250 như thế này. Thì các thẻ nó sẽ giảm khoảng cách và nó sẽ chồng lên nhau như thế này. Được chưa các bạn? Được chưa? Đó, lúc này nó sẽ chồng lên nhau như thế này. Và chúng ta hoàn toàn có thể quy định là cái nào nằm chồng lên cái nào thông qua thuộc tính Z-index. Thì đối với Z-index, cứ thằng nào lớn hơn thì nó nằm trên. Anh lấy ví dụ anh muốn cái thẻ màu nâu này nằm dưới cái thẻ màu vàng thì anh sẽ chỉ cần vào cái thẻ màu nâu này. Đây, anh đặt Z-index của nó ví dụ bằng 5 thì anh cho cái thẻ màu vàng này có Z-index bằng 6 thì ngay lập tức nó sẽ nằm lên trên. Đây. Đó, được chưa? Và anh muốn thẻ màu vàng nằm dưới thẻ màu cam thì anh chỉ cần quy định cái thằng màu cam này có Z-index là 7. Ngay lập tức thằng cam này nó sẽ nằm lên trên thằng vàng. Đó. Ok chưa các bạn? Được chưa? Đó, thì các bạn nhớ cho anh thuộc tính này. Thuộc tính tiếp theo mà anh muốn giới thiệu cho các bạn cũng là thuộc tính cuối cùng trong cái phần CSS này. Cái phần CSS cơ bản này thì anh muốn nói đến hover. Hover trong CSS. Đó. Ví dụ các bạn vào một trang ví dụ như VN Effect, các bạn có thể dễ dàng thấy cái gì? Các bạn dễ dàng thấy cái menu của nó khi hover vào, các bạn thấy chữ của nó thay đổi này. Nhìn thấy không? Đó. Thì chúng ta hoàn toàn có thể làm được việc đó. Anh lấy ví dụ. Anh có một file là hover.html. Ok chưa? Và anh tạo ra một trang. Ví dụ như hover.html. Anh sẽ tạo ra một cái danh sách như thế này. Anh có một cái ul và trong đó có li, nó sẽ là danh sách. Thì trong đây anh sẽ có thẻ A, ví dụ như menu item 1. Đó, sẽ như thế này. Và anh sẽ có các menu như thế này. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Đó. Ok chưa? Anh chạy cái trang này lên. Thì đây là mặc định của thẻ danh sách của chúng ta. Đây. Anh sẽ chạy nó lên hover. Đó. Thì đây là mặc định thẻ danh sách của chúng ta. Giả sử anh muốn là danh sách này của chúng ta sẽ CSS như thế này, style như thế này. Anh quy định cho ul, anh reset nó, anh cho margin bằng 0, padding bằng 0,
Thì sau này các bạn khi mà làm việc với UL, cứ gặp UL việc đầu tiên các bạn reset cho anh margin không, padding không, ok chưa? Sau đó các bạn làm gì? Các bạn loại bỏ cho anh cái gạch đen đen này đi. Đây. Đó. Thì chúng ta hoàn toàn thể quy định ở đây bằng thuộc tính list style, tài năng. Cái này anh chưa giới thiệu, nhưng cái thuộc tính này chỉ dùng cho thẻ ULLI thôi. Đó, nên là nó là cây đặc biệt. Sau này các bạn sẽ nhớ ngay, cứ ULLI các bạn muốn loại bỏ cái gạch đen này đi thì dùng CSS thuộc tính này. Ok chưa? Sau đó anh sẽ định nghĩa vào thẻ A. Thì đối với thẻ A này, các bạn thấy gạch mất cái gạch đen này đấy. Anh sẽ loại bỏ gạch chân. Thì chúng ta vừa nói đến gạch chân rồi. Text decoration đúng không? Sẽ bằng underline. Thì anh sẽ loại bỏ gạch chân của thẻ A đi. À, sorry, loại bỏ gạch chân lần 5. Sorry các bạn. Underline là gạch chân. Đó, anh muốn danh sách thẻ A này của chúng ta nằm ngang hàng, chúng ta sẽ float left cho thẻ A. Đây là một cách nhé, còn nhiều cách khác nữa. Đó, được chưa các bạn? Và anh sẽ thêm thuộc tính display block, tức là chuyển cái kiểu thẻ A này về kiểu block. Sau đó anh sẽ đặt padding cho nó bằng 10 pixel, 5 pixel, 10 pixel như thế này. Đó, và anh sẽ đặt cái background cho nó, ví dụ anh để là orange. Và text color anh sẽ anh sẽ để center như thế này, để thẻ A của chúng ta nó hiển thị lên giống cái menu như thế này. Được chưa các bạn? Và anh sẽ có border cho phía bên phải như thế này. Border right. Đó, một pixel thin. Thì anh sẽ để kiểu cho nó sẽ là solid. Solid như thế này. Và anh sẽ để màu là ví dụ F1. Các bạn sẽ thấy là nó sẽ cách nhau như thế này. Ok chưa? Anh có danh sách thẻ A cách nhau như thế này. Bây giờ anh muốn là hover vào đây thì nó sẽ chuyển màu, ví dụ màu đỏ chẳng hạn, hoặc là chuyển sang màu trắng. Thì anh chỉ cần là khi hover vào thẻ A như thế này, đó, thì chúng ta sẽ thay đổi lại cái color cho nó thành màu trắng, ba số F như thế này. Được chưa? Anh chạy nó lên. Đó, các bạn thấy chưa? Nó sẽ gần giống như đây. Đó, một cái là bên này, bên VN Effect nó đang làm trau chuốt hơn thôi, thì chúng ta hoàn toàn có thể làm được việc đó. Color thành màu đen này, không width bằng bold này, tức là cho in đậm lên kiểu vậy. Đó, nhìn nó bớt xấu đi. Đó, kiểu như vậy. Ok chưa? Thì chúng ta hover chuột vào. Đó, được chưa các bạn? Ok chưa? Rồi, bây giờ anh sẽ ứng dụng những cái thuộc tính CSS trong buổi hôm nay để anh dựng một cái giao diện nó đơn giản. Để anh dựng một cái giao diện đơn giản như thế này. Ví dụ anh có một cái giao diện, nó đơn giản là anh có menu, phía dưới này anh sẽ có cột bên trái, cột ở giữa, cột bên phải, và anh có một cái footer. Ok chưa? Thì chúng ta sẽ ứng dụng cái phần này để chúng ta làm một cái practice như thế này. .html. Đây. Ví dụ anh tạo ra một trang HTML như thế này. Giao diện đơn giản với CSS kỹ thuật Flash.
Float ngày nay thì nó sẽ không được sử dụng nhiều để mà dựng giao diện nữa, nhưng không phải là nó không dùng, mà nó sẽ dùng ở những cái quy mô nhỏ hơn trên một trang đó. Nên là các bạn cần phải nắm được. Sau này chúng ta học sang Flex thì chúng ta sẽ không, gần như là ít dùng cái Float hơn. Đây. Đó, và thậm chí dựng những giao diện lớn thì chúng ta dùng Grid. Các bạn tạm nhớ cho như vậy. Đó, các bạn đừng nghĩ là chúng ta chỉ dùng Float để dựng giao diện thì sẽ không ổn tí nào. Thì chúng ta làm nó sẽ rất là vất vả. Đó, giả sử giao diện của chúng ta sẽ chỉ có một vài cái đơn giản như thế này. Anh sẽ có header, tức là phần đầu trang ấy, anh có ID là header như thế này. Đó, anh sẽ có một cái div tiếp theo đó là menu. Thì anh sẽ có cái ID là menu như thế này. Đó, được chưa? Anh sẽ có cái div tiếp theo sẽ là phía bên trái, tức là cột trái. Anh có ID là left. Anh sẽ có cột ở phía giữa, ở giữa. Anh sẽ để là center. Center như thế này. Anh sẽ có cột right. Anh sẽ để là right như thế này. Và anh sẽ có cột là footer, tức là cái cuối cùng. Footer thì anh sẽ để là footer như thế này. Đó, giao diện của chúng ta chỉ đơn giản như thế này thôi. Anh dựng lên cho các bạn trước để các bạn hiểu được cách chúng ta dựng một cái giao diện, dựng cái khung của nó lên như thế nào. Thì chúng ta sẽ làm như sau. Anh chạy trang này lên thì các bạn thấy chẳng có gì đặc biệt cả. Nó là 6 cái thẻ div nằm chồng lên nhau như thế này. Thì các bạn follow từng bước mà anh làm nhé. Anh sẽ dựng tạm giao diện nó ở trên chính cái trang này. Thì khi mà các bạn bắt tay vào dựng giao diện bất kỳ thì các bạn reset trình duyệt cho anh. Tại sao lại như vậy? Tại vì các bạn nhìn thấy này, đối với mỗi trình duyệt khác nhau thì cái khoảng cách từ cái đường viền của trình duyệt này đến cái nội dung của chúng ta nó sẽ có một khoảng cách khoảng trắng như này. Thì khi mà chúng ta reset thì các bạn chỉ cần sao margin 0, cách đến 0. Đây là cách reset đơn giản nhất. Được chưa? Thì các bạn sẽ thấy nó sát lại. Đó, ok chưa? Sau đó anh sẽ định nghĩa từ, chúng ta sẽ đi từ trên mà xuống. Và nếu mà giao diện phức tạp thì bên trong này nó còn nhiều thẻ khác nữa, thì chúng ta sẽ đi từ bên ngoài mà vào. Bây giờ chúng ta đối với giao diện đơn giản này, chúng ta sẽ đi từ trên mà xuống đã. Thì đầu tiên anh sẽ gọi đến là header. Đó, anh để độ rộng là 100%, bởi vì anh muốn cái này rộng 100% toàn màn hình, kiểu như vậy. Hoặc là anh sẽ quy định độ rộng của cái trang này của chúng ta chỉ là 1440. Đây. Anh thì anh sẽ định nghĩa cho cả cái thẻ body này là 1440, thì anh sẽ định width như thế này, 440 như thế này. Được chưa các bạn? 1024 pixel bằng chính cái màn hình tầm nhỏ nhất bây giờ. Được chưa các bạn? Đó, và anh sẽ merge 0 pixel auto như thế này. Để anh đưa toàn bộ cái giao diện thì nó sẽ nằm ra giữa. Đây, các bạn sẽ thấy nó kéo ra giữa như thế này. Đó, được chưa? Sau đó anh sẽ định nghĩa cái header chúng ta width 100%, có background, ví dụ anh để là orange để chúng ta nhìn được nó đã. Chiều cao anh để khoảng 45 pixel. Đó, tách. Anh chạy lên đã. Các bạn sẽ thấy thẻ header chúng ta nó nằm như thế này. Ok chưa? Chúng ta muốn đưa cái text này ra giữa thì chúng ta sẽ sử dụng text align center, và chúng ta muốn cái text này nó nằm ở giữa theo chiều dọc này, nằm giữa này, thì chúng ta đặt cái line 2 bằng đúng chiều cao của nó 45 pixel, thì các bạn sẽ nhìn thấy đó, được chưa? Hoàn toàn có thể chuyển text color thành màu trắng. Tiếp theo đối với menu anh cũng làm tương tự. Đối với menu, nhưng mà anh để background cũng sẽ có màu khác một chút xíu. Và chiều cao của nó sẽ nhỏ hơn. Đó, thì đối với menu, được chưa? Đây,
anh sẽ có một cái tag là menu ở đây. Được chưa các bạn? Các bạn thấy nó giống nhau không? Nó khá là giống nhau. Chiều cao đây em chỉnh cho nó bằng line 2. Đó. Nó quanh đi quẩn lại nó sẽ có những thuộc tính như thế này thôi. Thì yếu tố ở đây là các bạn làm nhiều. Tiếp theo cái left, anh sẽ định nghĩa như sau. ID là left. Anh sẽ định nghĩa cho nó background là orange như thế này. Và anh sẽ để width cho nó bằng khoảng 200 pixel. Đó, anh đặt chiều cao tối thiểu của nó bằng 600 pixel như thế này. Đó, chiều cao tối thiểu như thế này. Được chưa các bạn? Và tương tự đối với center, anh sẽ đặt ra một cái độ rộng. Thì anh sẽ để thằng bên trái và thằng bên phải này, và bên phải này là 400. Tổng là 400 thì trừ đi 1024 trừ đi 400. Các bạn có thể trừ nhanh 1024 trừ 400 thì nó sẽ ra 624 pixel. Đối với center thì nó sẽ là 624 pixel. Đó, min 2 anh cũng để như vậy. Nhưng mà cái ở đây anh sẽ để như thế này. Đó, thì thằng center nó đang có màu này. Được chưa các bạn? Tương tự đối với right thì anh dùng giống như left thôi. Nó sẽ bị trùng lặp code nhưng mà anh vẫn viết riêng ra để các bạn hiểu. Đó, anh chạy ra lên. Thì thằng right này nó có màu giống như left. Được chưa? Anh muốn ba cái thằng này nằm ngang hàng nhau. Left, center và right nằm ngang hàng nhau. Thì chúng ta đặt float left như thế này. Đó, được chưa các bạn? Đó, đây. Ngay lập tức các bạn sẽ thấy chúng ta có được cái giao bộ khung của giao diện như thế này. Ok chưa? Bây giờ anh sẽ định nghĩa đến footer. Thì footer này anh không muốn cho nó tràn lên, thì anh sẽ clear left như thế này. Đó, và anh sẽ đặt width bằng 100% với chiều cao 45 pixel. Background anh để màu đen và anh để màu chữ là màu trắng. Chữ anh sẽ cho ra giữa. Đây, anh chạy trang này lên. Đó, thì các bạn thấy là chúng ta đã tạo ra được một trang HTML nó đơn giản như thế này. Đó, chúng ta đã tạo ra một trang. Sau này chúng ta có thể làm menu. Bên trái là cái gì, giữa này sẽ là phần nội dung, bên phải là ảnh quảng cáo, dưới này là cái gì đó. Thì trước mắt anh muốn các bạn làm được cái giao diện đơn giản như thế này trước, với float trước, để các bạn hiểu và ứng dụng được những thuộc tính CSS mà chúng ta đã học. Ok chưa? Có lẽ là buổi này chúng ta sẽ dừng lại ở đây nhé. Thì các bạn có câu hỏi gì không? Lớp mình có câu hỏi gì không? Không có bạn nào hỏi gì à? Đúng rồi, việc đầu tiên là các bạn làm lại cho anh cái này và ôn lại cho anh những thuộc tính này. Anh nốt vào đây. Ngoài ra các bạn có thể mở rộng thêm nữa. Nhưng mà đây là những thuộc tính mà các bạn sau này anh làm thực hành các bạn sẽ thấy nó lặp đi lặp lại luôn. Nên các bạn phải làm cho anh. Ok, sẽ có bài tập về nhà và chữa bài tập về nhà. Không, chúng ta vẫn học về CSS đã. Làm giao diện thực hành cho nó nhòn nhuyễn đã. Hôm nay mới chỉ bắt đầu đơn giản như này thôi. Các bạn có hiểu bài hôm nay không? Lớp mình có hiểu không? Ừ, rồi ok, các bạn hiểu là ok rồi. Cố gắng làm lại cho anh nhé. Làm lại những cái này. Các bạn cứ nghe anh đi. Chỉ có lặp lại những thuộc tính này thôi. Anh sẽ có dạy cả CSS3 để làm hiệu ứng nữa. Nhưng mà khi chúng ta xây dựng giao diện web ấy,
CSS3 nó chỉ chiếm một phần rất nhỏ thôi. Thậm chí có những trang sẽ không dùng đến. Nên các bạn đừng 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 với những cái quá cao siêu. Nắm chắc cho anh những cái này trước và sau này học xong Flex. Rồi, ok. Ok. Có bất kỳ câu hỏi nào thì các bạn chủ động chat nhé. Nhé, anh sẽ gửi bài tập thêm nữa. Nói chung là anh sẽ gửi cho các bạn rất nhiều bài tập để các bạn thực hành. Các bạn có thể làm hết được thì tốt, được cố gắng gửi lại cho anh một hai bài các bạn tự làm được. Thì đấy là cách tốt nhất để chúng ta tương tác với nhau và để anh đánh giá được cái việc học của các bạn như thế nào. Và cái quan trọng nữa là kết quả cuối cùng các bạn đạt được sau cái khóa này. Ok, không ai có câu hỏi gì nữa thì chúng ta sẽ nghỉ ở đây nhé. Ok, chào các bạn. Ok, chào các bạn, anh tắt nhé, anh tắt để anh convert video và anh sẽ gửi cho các bạn.